Chiều 15 tháng 9, bà Hilde Sommerken, đại sứ Na Uy tại Việt Nam, tham dự lễ khởi công dự án chế tạo thiết bị thu hồi khí CO2 trên tàu nổi chứa, xử lý và xuất dầu thô FPSO do công ty cổ phần xây lắp dầu khí miền Nam Alpha ECC ở khu công nghiệp Đông Xuyên, thành phố Vũng Tàu thực hiện. Việc bà Hilde Sommerken, đại sứ Na Uy tại Việt Nam, đến dự lễ khởi công thể hiện sự quan tâm đặc biệt với mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước nói chung và dự án mà Alpha ECC đang thực hiện nói riêng. Theo ông Vũ Văn Đảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Alpha ECC, công ty từ lâu đã tạo được thương hiệu khi chuyên sản xuất các sản phẩm cơ khí, thiết bị công nghệ chất lượng cao cho các khách hàng đến từ châu Âu. Cái điều chúng tôi quan tâm lớn nhất đó là chúng ta đang đi vào một cái lĩnh vực mới, các cái nhóm thiết bị mà bây giờ nó đang là cái yêu cầu cấp bách của thế giới, đó là thu hồi cái khí CO2 để giảm cái phát thải nhà kính, để chủ yếu là bảo vệ trái đất và bảo vệ chính môi trường sống của chúng ta.